chào tất cả các em. Chắc hẳn tất cả em đều biết hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đúng không? Đúng như vậy, chỉ còn ít giờ nữa thôi là sẽ diễn ra một trận đấu lịch sử giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan. Mặc dù không phải là fan của đá bóng, tuy nhiên chị rất là háo hức mong chờ trận đấu này. Và anh và chị Thơ thực hiện video này là nhằm mục đích cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Cố lên! Việt Nam cố lên không? Vô địch! Việt Nam cố lên! Việt Nam vô địch! Tiếp theo là anh sẽ đeo băng đôn cổ vũ cho Thộn và Thốn. Đeo lên đi. Đeo lên chán đúng không? Đúng rồi. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Thốn yêu Việt Nam. Thốn với Thộn có tự hào khi là... chó Việt Nam. Chó của Việt Nam. Chó của Việt Nam. Thốn và Thốn các em nhìn này. À. Hai bạn ấy mặc hễ mà đeo cái gì hay mặc cái gì vào người là mặt buồn thiu, các em nhìn này. Thộn nhìn mắc cười quá. Hay là em nghĩ là em nên đeo ở cổ cho Thộn. Anh có thấy thế này có đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Các em có thấy bạn Thộn của chúng ta đẹp không? Thốn rất là đẹp luôn. Hai người đều đẹp, yeah các anh. Yeah. Yeah. Ngoài ra hôm nay anh và chị Thơ sẽ tổ chức một cuộc dự đoán xem đội nào là đội chiến thắng. Mặc dù rất là mong đội tuyển Việt Nam của chúng ta chiến thắng, tuy nhiên cơ hội thì được chia đều cho cả hai đội, cho nên chúng ta cần phải dự đoán đúng không? Đúng rồi, đội nào cũng có thể giành chiến thắng cả. Đội nào cũng là đội mạnh. Cơ hội chia đều cho cả hai, bởi vì nhưng mà anh nhận thấy rằng đội tuyển Việt Nam vào được đến vòng chung kết là một kỳ tích rồi, cho nên rất là mạnh rồi. Mặc dù có thắng hay thua thì trong mỗi chúng ta thì tất cả các cầu thủ đều thật là quá là xuất sắc rồi. Đúng rồi, quá xuất sắc rồi. Cho nên là rất đáng tự hào với các cầu thủ rồi. Chị sẽ dự đoán này bằng một vị thần. Đó là thần. Thần cua. Thần anh và chị Thơ đã chuẩn bị một vị thần cua. Và sau đó, sau khi vị thần cua dự đoán xong là sẽ đến vị thần chó. Nhà tiên tri chó. Và hai bạn này đã thống nhất với nhau và cử ra bạn Thộn. Đề cử ra bạn Thộn sẽ là nhà tiên tri. Tuy nhiên bây giờ nhà tiên tri cần phải nằm ngủ để lấy sức đã em ạ. Ở đây anh và chị Thơ đã chuẩn bị hai cái bảng tên tương ứng với hai đội tuyển. Và còn cả một vị thần cua nữa các em ạ. Vị thần cua này thì có càng rất là to luôn, cho nên chị nghĩ là rất là linh nghiệm. Rồi bây giờ anh sẽ đặt bảng ngẫu nhiên đi. Đấy, đây bên này là đội tuyển Việt Nam, bên này là đội tuyển Uzbekistan. Và chị Thơ sẽ thả chú cua ở bên ở giữa. Giữa. Nếu mà chú cua bò qua bên này thì Uzbekistan sẽ giành chiến thắng, còn bò qua bên này thì ngược lại Việt Nam sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1 chiến đấy. Nào cùng dự đoán nào. Thộn Thộn bình tĩnh, đừng ăn gian, Thộn đừng ăn gian. Mặc dù chị biết là em là rất là thích đội tuyển Việt Nam rồi. Ủng hộ đội tuyển Việt Nam nên mình không nên ăn gian. Em không nên ăn gian. À bây giờ cùng chờ đợi. Cho chú cua này có thể đi được đã. Từ từ, từ từ, từ từ. 3 2 1 bắt đầu. À. Đây, đây đi đâu đấy? Đây, Liễu Ân nha. Này, Liễu Ân đừng có đụng vào đấy nhá. Này, đừng có đụng vào cái tấm bảng nhá. Liễu Ân ơi. Này. Này. Này, 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 này. Quá lắm rồi đấy nhá. Quá. Không, không, không. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Em gọi nó qua bên đây. Cua, qua bên đây với chị này. Bên đây, bên đây. Bên đây. Qua đây có gạch. Bên đây, bên đây. Qua đây có gạch với cua, cua. Thôi xong rồi. Đoán sai, đoán sai. Mày à. Đáng ra ấy thì anh và chị Thơ sẽ không làm thịt con cua này đâu. Đúng rồi, cua thần thì không. Cua thần mà. Tuy nhiên, chị tin là con cua thần này đã nhận hối lộ. Đúng rồi, hối lộ của đội tuyển Uzbekistan nên đã chạy theo sức mạnh của đồng tiền. Đúng thế. Vì vậy chị phải thịt con cua thần này để làm gương cho các vị thần khác. Đúng không? Nếu mà sáng suốt hơn mà nó chọn Việt Nam ấy thì chắc chắn là nó sẽ được sống lâu trăm tuổi. Lâu trăm tuổi nuôi dưỡng đến già luôn. Đúng rồi. Mà rất tiếc. Rất tiếc. Tiếp theo sẽ là lời tiên tri của thần Thộn. Chị đã chuẩn bị ở đây hai khay xúc xích. Một khay thì chị sẽ dán lá cờ của Việt Nam vào. Đấy, như thế này. Còn một khay thì không có gì cả.
Nếu mà bạn Thuận ăn phải khay của lá cờ Việt Nam thì có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, còn ăn khay còn lại là đối thủ sẽ thắng ngay bạn. Trao đổi để cho bạn Thuận không thể nhìn rõ được. Em khay nào là khay của đội tuyển Việt Nam. Và tiếp theo sẽ là màn dự đoán của ông Thần Thuận. Nếu mà ông Thần Thuận đoán đúng thì anh sẽ thưởng cho ông Thần Thuận cái gì? Nếu mà ông Thần Thuận đoán đúng thì anh sẽ thưởng cho ông Thần Thuận 1 tuần liền ăn xúc xích. Còn nếu mà ông Thần Thuận đoán sai thì chắc là sẽ như vị thần cua. Đầu tiên thì chị sẽ cho bạn Thuận vì... thử. Từ từ đã. Bởi vì ông Thần Thuận này biết biết chữ và biết cả phân biệt quốc kỳ nữa, cho nên là anh phải giấu cái lá cờ hồng dưới. Đúng rồi. Nên là để ông không biết. Trước tiên thì phải cho Thuận ngửi đi. Đúng rồi. Đó, ngửi bên kia cũng là xúc xích. Đấy, hai khay đều là xúc xích. Đều là xúc xích. Và cái loại xúc xích của hai bên thì đều là giống nhau cả. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của ông Thần Thuận. Khay nào trước nhá. Nào, nhắm mắt lại. Rồi, 3 Thần Thuận chơi sang. 3 2 1 bắt đầu. Rồi, Thần Thuận ăn khay này. Vậy thì phải cất khay này đi không cho Thần Thuận ăn nữa. Rồi. Cũng hợp chờ đón. Ban nãy không biết là chị Thơ đã cháo cái khay nào là cái khay của Việt Nam nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Cái khay có lá cờ Việt Nam thì sẽ là đội tuyển Việt Nam thắng. Còn cái khay nào mà không có lá cờ nào thì sẽ là Uzbekistan thắng. Ôi hổ quá Kim ạ. Kim đoán xem là đội tuyển Việt Nam có thắng được hay không. Em hãy đoán xem số phận của Thuận sẽ đi về đâu. Đó, chuẩn bị nha. 3 em lật đi. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá, em lật, hai đứa mình cùng lật nhá. Đưa anh cái búa. Búa. Đây. 3 2 1 mở. Yeah. Ông Thần Thuận dự đoán đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe phát biểu của Thần Thuận. Nghe ý kiến của ông Thần Thuận về trận đấu sắp tới diễn ra. Xin chào Thần Thuận. Chào tất cả các bạn khán giả. Thần hãy cho biết cảm nghĩ của mình về trận đấu sắp tới đi. Trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu vô cùng cam go và quyết liệt. Nhưng mà theo dự đoán của Thần thì... Để Thuận nó. Này không ăn được nhá. Như vậy là Thần không có bình luận gì cả. Vừa rồi là một vài màn dự đoán vui nhộn mà anh và chị Thơ đã tổ chức nên để nhằm mục đích đem lại tiếng cười cho các em. Ngoài ra thì cũng nó cũng nhằm một mục đích khác là cổ vũ động viên tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới. Kết quả chiến thắng thì chị nghĩ rằng không chỉ chị, anh Tiểu và Bảo mà tất cả các em đều mong đợi điều đó. Bạn Thuận cũng rất là mong đợi các em ạ. Chị tin rằng khi mà vào vòng chung kết này rồi thì tất cả các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều là những người hùng. Dù có chiến thắng hay không chiến thắng thì đều không quan trọng. Đều là rất là đáng tự hào rồi, rất là đáng trân trọng. Và nhiệm vụ bây giờ của chị là chờ đón đến khi trận chung kết diễn ra. Video của chị đến đây cũng là kết thúc luôn. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị và anh Tiệm vào thúi một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye.